Hello anh chị, đây là một chiếc túi chống sốc dành cho laptop lên tới 17.3 inch của Tantop. Bây giờ anh chị hãy cùng em xem là bên trong của chiếc túi chống sốc này nó sẽ có một cái công nghệ cho những lớp đệm như thế nào nha. Đầu tiên về thiết kế bên ngoài thì anh chị có thể thấy là phần bên ngoài sẽ chia làm hai ngăn lưu trữ rất là thông minh. Bên trái sẽ có logo của Tantop màu cam. Bây giờ mình sẽ đi tới từng ngăn nha anh chị. Đây là ngăn đầu tiên ở bên trong. Với ngăn này thì anh chị có thể để một số cái đồ dùng, ví dụ như là thẻ xe, chìa khóa để cho mình dễ dàng lấy ra. Ngăn thứ hai thì sẽ được thiết kế nhỏ hơn một chút. Ngăn này thì sẽ kèm theo một cái dây móc khóa để mình có thể tiện nghi móc những cái chìa khóa hoặc là những cái vật dụng nhỏ nhỏ mà mình có thể lấy một cách nhanh chóng. Ở đây thì em thấy có hai cái phần ngăn nhỏ hơn, thì cái ngăn này anh chị có thể để được một vài cái bút vào bên trong đây để mình tiện để mình ký hoặc mình ghi nốt lại nha. Bây giờ mình sẽ đi tới ngăn chính ở bên trong. Bên trong thì sẽ có kèm theo là một cái dây đeo có thể tháo rời thế này. Bên trong thì sẽ được đệm một lớp nhung rất là dày nha anh chị, để mình bỏ những cái chiếc laptop, những cái thiết bị máy tính của mình vào bên trong mà mình không lo là bị cấn hoặc bị trầy xước. Với công nghệ chống sốc góc NMA thì bốn cái góc của sản phẩm này đã được đệm một lớp cao su rất là chắc chắn, nên khi là mình bỏ những cái sản phẩm máy của mình vào bên trong á, khi mà vô tình bị va đập thì mình sẽ không có lo về cái phần mà ảnh hưởng tới thiết bị bên trong cũng như là trầy xước máy nha anh chị. Anh chị có thể thấy là lớp chống sốc rất là dày, cái đệm nhung rất là êm, rất là mềm nha anh chị. Túi này thì anh chị có thể để tới một chiếc laptop lên đến 17 inch. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào phần ngăn ở đằng sau. Đằng sau thì nó sẽ có một cái ngăn ẩn. Anh chị có thể thấy là đây là một cái ngăn ẩn này, có một cái chìa khóa nó nằm bên trong. Ngăn này thì sẽ gọi là tăng thêm cái diện tích để mình có thể để vật dụng vào bên trong nha. Một bọc một lớp ni lông màu xám. Ở phía trước của cái phần ngăn này thì sẽ có một cái quai để khi mà anh chị mình đi công tác, mình đi du lịch á, khi mà mình mang theo những chiếc túi này thì mình có thể trồng vào cái quai kéo của chiếc vali để mình kéo đi mà mình không cần phải mang nha. Đây là cái phần dây đeo có quai đệm để khi mà mình mang thì hạn chế cái sự đau vai này cũng như là giảm cái trọng lực của cái túi trên cái vai của mình. Và cái dây này thì có thể tháo rời khi mà mình sử dụng, mình có thể móc vào hai bên như thế này. Là nếu mà anh chị chỉ cầm để xách á thì mình sẽ gỡ cái dây quai này ra. Chiếc quai này sẽ được làm bằng da VU nên là nó sẽ mang lại cái trải nghiệm cầm nắm cho mình rất là chắc chắn và không bị đau tay khi mà mình cầm trong một thời gian dài nha anh chị. Nếu anh chị có nhu cầu về những chiếc túi chống sốc lớn 17.3 inch như thế này, anh chị hãy liên hệ ngay website nasaigon.com hoặc là hotline 0888 166 88 để được giao hàng ngay tận nơi và miễn phí nha.